Xin chào cả nhà nghe, hôm nay giảng nhóc lên trên giảng hai trái cây ăn nè cả nhà ơi. Wow. Hôm nay nó chín à. Mấy con từng hơn mà nó chín vạn cây. Mẹ mình hái mấy trái cho nhóc rồi kìa. Hai ba cháu nữa. Trẻ hành mê lắm, nhiều đây nè. Hôm nay mình lên hơi chưa nắng, trá mà nó hơi tối nữa. Không biết còn trá. À, cái cây này là cây dâu tầm măng giống bên Việt Nam nè. Cái lá nó cũng to hơn mà cái trái nó cũng to hơn. Nó còn có một vài trái à. Nó hết mùa kìa. À, nội hái được có mấy trái cho nhóc à. Đây. Hái về quê với bà nội là gì đó. Tay bốc tay lượm. Đấy, tóc to rồi. Mẹ, yêu kỳ tổ. Để bà nội hái cho con nha. Anh đi nó tóc ở gớt rồi hả? Để bà lụm cho. Ai nhỉ ý có bỏ đi. Của mình có rồi, nhiều mà ăn được rồi. Anh bố con bố con. Bố con mắt chích cho. Con ăn đi mắt chích cho. Ê đồ kì. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tôi kì. Ông mà tức có chút xíu.